Hello, chào mừng tất cả các bạn đến với channel YouTube Tô Màu Vẽ Tranh này của mình. Và hãy cùng mình tô màu cho bức tranh về một ngôi nhà nằm bên một cái cây đấy nhé. Và hãy cùng theo dõi video tô màu về bức tranh này cùng với mình. Mình sẽ tô màu cho phần mái ngói của ngôi nhà này trước bằng cái bút chì màu đỏ của mình. Và thêm màu xanh lá cho phần cái cây này nhé. Phần thân cây thì mình sẽ tô màu nâu. Thêm một ít màu đỏ cho một cánh cửa này nhé.
Và bức tranh về ngôi nhà này đã được mình hoàn thành rồi nhá. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video tô màu cho bức tranh này của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo trên kênh YouTube này của mình. Bye.